Thiên đạo đồ thư quán. Trương Huyền. Chương 3891, Địa tạng linh dịch. Nơi này đồ tốt quả nhiên rất nhiều. Mang theo Lạc Thất Thất một đường tiến lên, mới bay 2 canh giờ, siêu tập đến bảo vật đã sắp bằng ở thần giới hơn 1 tháng kiếm được. Mỹ Dung đan, phá trứng đan không ngừng bán ra, 1 tháng qua của cải của hắn đã đạt đến mức độ kinh người, 2 canh giờ liền đuổi tới. Đủ thấy bảo vật nhiều. Bất quá cũng là vì linh hồn hắn đủ cường đại, hơi chuyển động ý nghĩ. Một chút, có thể nhìn đến càng xa, phạm vi tìm kiếm càng rộng, đổi lại thần vương phong hào đỉnh phong khác, chỉ sợ ngay cả 1/10 hiệu quả cũng không làm được. Không trung trống vắng, vô số đá vụn tung bay, không ít đều sinh trưởng dược liệu quý giá, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ, trong đó còn có đủ loại khoáng thạch, huyền thiết. Những vật phẩm này tích tụ cùng một chỗ, đan dược và trường kiếm cấp bậc thần vương cũng có thể luyện chế. Những vật này, đối với ta tác dụng vẫn không lớn. Siêu tập một hồi, Trương Huyền lắc đầu. Những dược liệu này rất chân quý, nhưng đối với hắn mà nói, thần nguyên đan tuyệt phẩm cũng không có quá nhiều tác dụng, trừ khi có thể được đồ vật vượt qua thứ này, nếu không đối với thực lực tăng thêm không có ý nghĩa gì. Phía trước là một mảnh lục địa. Lại phi hành một hồi, Lạc Thất Thất nói. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy một mảng lục địa to lớn xuất hiện ở trước mắt. Đường kính mấy vạn cây số, không nhìn thấy cuối cùng. Linh khí đầy đủ, thảm thực vật rậm rạp. Có thể là không trung thần giới rách nát, lục địa cũng bị cuốn vào. Cảm giác được mặt đất có chút quen thuộc, Trương Huyền phỏng đoán. Lỗ thủng kia của thần giới quá lớn, linh khí mới có thể suy yếu nhanh như vậy. Mặt đất bị cuốn đi vào một khối cũng không kỳ lạ. Rơi trên mặt đất, tinh thần lan ra, quả nhiên cảm thấy trên mảnh đất này, các loại bảo vật nhiều vô số kể, khoáng thạch thưa thớt ở thần giới, ở đây chỗ nào cũng có, dòng sông cũng là linh khí hội tụ thành. Bên kia có người, lông mày Trương Huyền dương lên. Bọn họ phát hiện lục địa, thần vương phong hào khác tới cũng phát hiện, đồng dạng có người rơi vào phía trên, đại khái hơn 10 người, đang hội tụ vào một chỗ, tựa hồ thương nghị cái gì. Hai vị bằng hữu, sao không tới nói chuyện một chút? Thanh âm của đối phương vang lên, hiển nhiên bọn họ phát hiện đối phương cũng phát hiện bọn họ. Trương Sư, Lạc Thất Thất hỏi, đi qua đi. Trương Huyền gật đầu, tất cả mọi người đến tìm kiếm bảo vật, không có gì có thể né tránh. Đối phương hết thảy 12 người, 11 thần vương, 1 vị. Mạnh nhất là thần vương phong hào của Vân Ly Thiên. Mang theo ký hiệu của Vân Ly Thiên. Hai vị, tại hạ là Ngao Phong thần vương phong hào dưới trướng Vân Ly Đại Đế. Thần vương phong hào Ngao Phong ôm quyền. Trương Huyền đáp lễ lại. Tất cả mọi người là vì cầu tài mà đến, một người lực lượng nhỏ, gặp được nguy hiểm khó mà ứng đối, liên hợp cùng một chỗ sẽ không cần có lo lắng này. Ngao Phong nói. Mọi người gật đầu. Thần vương đơn độc ở đây mà nói, quả thực rất nguy hiểm. Không nói cái khác, các loại khe hở thời không, cạm bẫy cũng làm người ta không cách nào đề phòng, hơi không cẩn thận sẽ vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu. Huống chi còn có thần vương phong hào chuyên môn canh giữ ở chỗ tối tiến hành đi săn, không liên hợp cùng một chỗ, cho dù đạt được bảo vật, có thể cầm trở về hay không cũng khó nói. Mỗi một lần linh khí thủy triều, thần vương, phong hào chết ở trong đó không biết bao nhiêu, thậm chí vượt qua một nửa. Chư vị đều biết, cường giả thần vương không chiếm được đế quân tán thưởng, không thông qua khảo hạch phong hào, coi như tu luyện lại lâu cũng chỉ có thể quanh quẩn ở một chỗ, không cách nào tiến bộ nửa phần. Tuổi thọ cũng chỉ có 1 vạn năm, thời gian vừa đến, sẽ biến thành cho bụi. Ngao Phong nói. 11 vị thần vương khác vẻ mặt đều buồn bã, cảm động lây. Thực lực của thần vương phong hào cũng không phải dần dần từng bước tu luyện có thể đi đến. Nguyên nhân chính là như vậy, mới để cho vô số thần vương đố kỵ. Bảo vật ở trong thủy triều hải, mọi người chắc hẳn cũng nhận được không ít, đủ có thể đẩy tu vi của các ngươi tới thần vương đỉnh phong, nhưng đạt đến đỉnh phong lại như thế nào? Tuổi thọ cũng sẽ không tăng thêm. Ngao Phong nhìn quanh một vòng, trong thanh âm mang theo cám dỗ. Trừ khi, các ngươi có thể được đế quân tán thưởng. Chúng ta đều biết, đạt được đế quân tán thưởng, được hắn chỉ điểm. Liền có thể thông qua khảo hạch, thậm chí trở thành phong vương, nhưng làm sao đạt được đế quân tán thưởng,
Một vị thần vương nhìn không được nói. Ai không muốn được đế quân ưa thích? Nhưng đế quân cao cao tại thượng, gặp cũng không gặp được, muốn hắn tán thưởng sao mà khó khăn. Đã từng có một vị thần vương, muốn đạt được tán thưởng, cố ý đi hành động kinh người để thu hút, kết quả lấy được không phải thưởng thức, mà là một bàn tay đập chết. Từ đó về sau, tất cả tu luyện giả đều hiểu, muốn được đế quân công nhận, nhất định phải có đầy đủ thực lực, còn phải có người giới thiệu, nếu không. Tất cả đều là hư ảo. Nói đến phức tạp, trên thực tế cũng đơn giản. Thấy mọi người bị thu hút, Ngao Phong cười cười nói. Thực ra lần này ta đi vào nơi này, là mang theo đế quân dặn dò. Lão nhân gia muốn đạt được một bảo vật, nếu như chư vị có thể giúp ta lấy được, dâng lên, khẳng định sẽ để cho hắn long nhan vui vẻ, đến lúc đó đệ tử thân truyền, thần vương phong hào, dễ như trở bàn tay. Đế quân cần bảo vật. Đế quân không phải vô dục vô cầu sao, cũng có đồ vật mình cần. Ngươi nói là thật, thật chỉ cần tìm được loại bảo vật này, đế quân sẽ thu làm thân truyền, thậm chí trực tiếp phong vương. Mọi người sững sờ, tất cả đều có chút động lòng. Chỉ sợ đế quân vô dục vô cầu. Chỉ cần có dục vọng liền dễ làm. Nếu làm được, đạt được phong hào, thật rất có khả năng. Không biết đế quân muốn bảo vật gì. Có người kìm nén không được hỏi. Nếu như quá hiếm có, thậm chí sẽ vì thế đánh đổi mạng sống, vậy quên đi. Muốn lấy được phong hào, là vì kéo dài tuổi thọ, đạt được địa vị cao hơn, nếu bởi vậy mất đi sinh mệnh, liền bỏ gốc lấy ngọn. Đế quân muốn đồ vật, ngay ở trên phiến đại lục này, tên địa tạng linh dịch, thứ này linh khí quá mức nồng đậm, loại thực lực như ta cũng không dùng được, chỉ có đế quân mới có thể luyện hóa. Ánh mắt Ngao Phong lóe lên. Có điều nơi này có một ít huyễn linh bảo vệ, ta một người không cách nào đi vào, cần chư vị trợ giúp, mới có thể thu được. Huyễn linh, là linh khí quá đầy đủ, sinh ra một loại sinh mệnh đặc thù, không có thực thể, thực lực tương đương thần vương, rất khó chơi. Ta vừa mới đi qua một lần, bị ngăn cản ở bên ngoài, mọi người liên thủ, hẳn có thể phá vỡ phòng ngự. Ngao Phong nói, nếu như một mình hắn có thể cầm tới địa tạng linh dịch này, thì chắc chắn sẽ không tìm những người khác chia sẻ. Đáng tiếc, cho dù thân là phong hào, ở đây cũng không có biện pháp. Hết chương 3891. Chương 3892. Huyễn Linh. Địa tạng linh dịch. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Thứ này trước đó hắn ở trong thư tịch của Khổng Sư nhìn qua ghi chép, hiệu quả vượt xa thần nguyên đan tuyệt phẩm, nếu như có thể lấy được, có lẽ có thể một lần xung kích thần vương phong hào đỉnh phong. Số lượng huyễn linh nhiều không? Nếu như quá mức nguy hiểm, quên đi, chúng ta chỉ muốn an toàn sống qua thời gian còn lại. Trong đám người có một vị thần vương nói. An toàn sống qua thời gian còn lại. Ha ha, người cảm thấy tình cảnh thần giới hiện tại, loại thời gian này còn có thể duy trì bao nhiêu năm? Linh khí biến mất, tài nguyên thiếu thốn. Đừng nói tấn cấp càng cao, coi như duy trì trạng thái hiện tại. Đối với chư vị mà nói cũng cần tiêu phí không ít đánh đổi a. Mà các ngươi tích góp, lại có thể duy trì bao lâu? Dường như sớm biết có người sẽ nói như vậy, Ngao Phong hừ lạnh. Một khi duy trì không được, tu vi hạ xuống, cựu nhân của các ngươi, người kiêng kỵ vị trí và thực lực của ngươi sẽ làm thế nào? Thế lực sau, lưng được các ngươi bảo vệ lại sẽ làm sao? Không cần ta nói nhiều, hẳn là cũng có thể nghĩ tới a. Cái này mọi người không cách nào phản bác. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Muốn một mực duy trì, cũng cần vô số tài nguyên tích tụ, giống như vận động viên vì duy trì trình độ đỉnh phong, nhất định phải không ngừng rèn luyện, các loại dinh dưỡng phối hợp, không dám có chút qua loa. Hiện tại toàn bộ thần giới linh khí suy yếu, tài nguyên thiếu thốn, cho dù là thần vương, muốn duy trì cũng càng ngày càng khó, huống chi sau lưng mỗi cái đều dính dáng một dòng họ khổng lồ. Một khi xảy ra chuyện, trước đó tích lũy tất cả đều sẽ tan rã, tan thành mây khói. Lúc này thần giới đã không cho phép an toàn sống qua ngày, hoặc là tiến một bước, hoặc là chết. Chỉ đơn giản như vậy, cho dù thần vương phong hào cũng không thể ngoại lệ. Thấy mọi người không nói lời nào, Ngao Phong tiếp tục nói. Nói thật cho các người biết, hai ngày trước, trên mặt trăng bộc phát chiến đấu, Thiên Túng Đại Đế đã vẫn lạc. Ngươi nói cái gì? Thiên Túng Đại Đế vẫn lạc.
làm sao vẫn lạc, chẳng lẽ là, tỷ thí với Linh Tê Đế Tôn? Đế quân cũng sẽ vẫn lạc. Mọi người trong nháy mắt nổ tung. Khổng Sư và Lạc Nhược Hy chiến đấu ở trên mặt trăng, thần giới chử đế. Quân và Phong Hào biết, hầu như không có người biết, giờ phút này nghe được tin tức này, tất cả đều khó tin. Thiên Túng Đại Đế đột nhiên xuất hiện, cho vô số tu luyện giả phổ. Thông hy vọng, cảm thấy chỉ cần cố gắng, đồng dạng có thể trở thành đế. Quân. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn là thần tượng của vô số thần linh, dù không nói, nhưng từng cái tôn sùng không ngớt. Vốn cho rằng vị thần tượng này, cho dù khiêu chiến Linh Tê Đế Tôn cũng sẽ nhẹ nhõm chiến thắng, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Vậy mà vẫn lạc. Đế quân cũng có thể vẫn lạc, bọn họ chỉ là thần vương phổ thông. Khả năng vẫn lạc càng lớn hơn. 11 vị thần vương đều nói không ra lời, bầu không khí có chút đè nén. Cho nên chúng ta cần trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người nhà, mà không phải giống như trước đây, an toàn hiện trạng. Thấy mọi người đã bị thuyết phục, Ngao Phong nói. Huyễn Linh là có nguy hiểm nhất định, nhưng chỉ cần chúng ta liên hợp chung một chỗ, phối hợp thật tốt, khả năng đạt được bảo vật sẽ đến 90%. 90% hy vọng, thay đổi nhân sinh, nên lựa chọn như thế. Nào, không cần ta nói nhiều, chư vị cũng rõ ràng a. Chúng ta cần suy nghĩ. Như vậy đi. Thấy bọn họ còn có chút chần chừ, Ngao Phong nói tiếp. Chỉ cần mọi người nguyện ý đi cùng ta, mặc kệ có thể đạt được địa tạng linh dịch hay không, ta đều sẽ lấy một viên thần nguyên đan tuyệt phẩm cộng thêm một món nợ ân tình làm tạ ơn. Đương nhiên, được ân tình của ta, sau khi đạt được bảo vật, đế quân ban thưởng là đừng nghĩ tới. Cái này, mọi người sững sờ, sau đó con mắt sáng lên, từng cái tràn đầy hừng hực. 11 vị thần vương này, phần lớn đều là tán tu, mặc dù có chút là người thiên khác, không có gia tộc chống đỡ, có thể có được tài nguyên cũng không nhiều. Thần nguyên đan tuyệt phẩm, dù là chỉ có một viên, đối với bọn hắn mà nói, đã coi như là giá trên trời. Huống chi còn có nhân tình của thần vương Phong Hào. Loại nhân tình này, giá cả tuyệt đối vượt xa một viên đan dược. Huống chi còn có cơ hội đạt được hảo cảm của đế quân. Tính thế nào, đều không lỗ vốn. Tốt, ta đáp ứng. Ta cũng đáp ứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Có thể mạo hiểm đi vào nơi này, khẳng định đã sớm có chuẩn bị tử. Vong, lại thêm có thể đi đến thần vương, cơ bản không có hạng người ham sống sợ chết, ngắn ngủi một phút, 11 vị thần vương liền làm ra quyết định. Hai vị, các ngươi thì sao? Thấy mọi người đồng ý, Ngao Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía hai người Trương Huyền. Ta cũng đồng ý. Trương Huyền gật đầu. Nếu địa tạng linh dịch có ích với hắn, trước tìm được lại nói. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta liền trở thành liên minh, nếu có người tạm thời thoát ly, nhất định phải bị phán quyết. Thậm chí, có thể làm chàng đánh giết. Ngao Phong nói. Liên hợp cùng một chỗ, kiêng kỵ nhất là có người lâm trận bỏ chạy, đến lúc đó vô cùng có khả năng mang đến nguy hiểm cho tất cả mọi người. Tốt. Mọi người rõ ràng điểm này, đồng thời gật đầu. Đi thôi. Thảo luận xong, Ngao Phong không nói thêm lời, dẫn đầu bay tới đằng trước, mọi người theo sát phía sau. Không lâu sau, đi tới một khe núi, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, các loại thảm thực vật rậm rạp che khuất bầu trời. Trước mặt chính là Huyễn Linh. Ngao Phong chỉ. Mọi người nhìn lại, sau đó nhìn thấy trong sương mù trắng xóa phía trước, một ít cái bóng hư ảo không ngừng lay động. Là linh khí mạnh mẽ dựng dục, thảo mộc chi linh. Trương Huyền giật mình. Còn tưởng Huyễn Linh là cái gì, nguyên lai là nơi này linh khí quá đầy đủ, một ít cổ thụ, cổ thảo tạo thành ý thức của mình. Giống như Đan Vương lúc trước. Những linh tính này, tuy thoạt nhìn là thực lực thần vương, trên thực tế. Sức chiến đấu rất yếu, chỉ là số lượng nhiều, làm cho không người nào có thể ngăn cản và phòng ngự mà thôi. Hơn nữa chỉ cần linh khí nơi này vẫn còn, bọn chúng có thể nói bất tử. Bất diệt, quả thực vô cùng khó chơi. Mục đích của chúng ta là vì đạt được địa tạng linh dịch, mà không phải liều mạng tranh đấu với bọn chúng. Cho nên mục đích của chúng ta là đi vào khe núi, tìm được đồ vật, sau đó cấp tốc rời đi. Thấy mọi người rõ ràng Huyễn Linh là cái gì,
Ngao Phong an bài sách lược ứng đối. Một lát nữa, chư vị từ bốn phương tám hướng công kích, tận khả năng hấp dẫn những huyễn linh này đi ra, sau đó ta tìm cơ hội lẫn vào trong, một được linh dịch, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Phương pháp là tốt, nhưng nếu như ngươi cầm được linh dịch xong, trực tiếp trốn mất, không nói cho chúng ta bị vây khốn thì nên làm cái gì? Một vị thần vương nói, không phải không tin đối phương, mà là mới vừa quen, ai cũng không dám thật phó thác sinh tử cho những người khác. Không sai, ngươi cầm được đồ vật rời đi, chúng ta bị nhốt ở trong đó, chỗ tốt gì cũng không có không nói, còn có thể vẫn lạc, chuyện này không thể như vậy. Lại có thần vương nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Thấy tất cả mọi người chất vấn, Ngao Phong nhíu mày. Muốn vào cùng một chỗ vào, muốn lui cùng một chỗ lui. Thần vương vừa rồi nói, không sai, cùng một chỗ vào, cùng một chỗ lui. Mọi người đồng thời gật đầu. Cùng một chỗ tiến lui là rất an toàn, nhưng các người có nghĩ tới hay không, một khi bị những huyễn linh này vây lên, chúng ta đừng nói lấy không được bảo vật, vô cùng có khả năng đều chết ở bên trong. Ngao Phong nói. Hết chương 3892. Chương 3893. Hấp thu linh tính. Cái này. Mọi người nói không ra lời. Số lượng huyễn linh rất nhiều. Hơn nữa từng cái đều có tu vi tương đương thần vương, thật bị vây ở bên trong, đồ vật có thể cầm tới hay không không nói, 14 người bọn họ, cho dù có thần vương phong hào, cũng rất khó toàn thân trở ra. Nếu như không thể lui ra ngoài, tử vong là không cách nào tránh khỏi, mọi người bèo nước gặp nhau, tên cũng gọi không ra, vì bảo bối mà đến, ai nguyện ý hy sinh mình, bảo toàn những người khác. Dẫn động huyễn linh, hơn nữa phân tán chúng. Là phương pháp tổn thất ít nhất hiện nay, nếu như các ngươi không tin ta, cái liên hợp này lại có ý nghĩa gì? Ngao Phong vung tay, mọi người nói không ra lời. Quả thực lẫn nhau không tin mà nói, còn không bằng không liên hợp. Nếu như vậy, sức chiến đấu không những không tăng thêm, còn có thể yếu bớt. Nếu không, chúng ta liên hợp thành trận pháp, cưỡng ép tấn công. Trận pháp. Trước tiên không nói Thủy Triều Hải mở ra thời gian không dài, coi như dài, những người khác biết có bảo vật, sẽ cho ngươi thời gian này sao? Này ngược lại cũng phải, hơn 10 vị thần vương tu luyện trận pháp, muốn đạt tới tình trạng tiến lui tự nhiên, ít nhất cần thời gian nửa tháng, lâu như vậy, chậm trễ không nổi. Có thời gian như vậy ở đây kéo dài, còn không bằng đi tìm bảo vật, đạt được vượt xa một viên thần nguyên đan tuyệt phẩm, cùng một vị phong vương hứa hẹn. Mọi người ý niệm khuấy động. Vốn cho rằng là chuyện đơn giản, không nghĩ tới phức tạp như vậy. Nếu quả thật không dễ kiếm, tạm thời xây dựng đội ngũ rất có thể sẽ sụp đổ. Ta ở phía trước nhất xông vào, chư vị ở hai bên phối hợp tác chiến, đừng để ta bị huyễn linh bao vây công kích. Thấy tạm thời tạo thành đám ô hợp quả nhiên không đáng tin cậy, Ngao Phong rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nói. Những người này là muốn không có nguy hiểm. Lại có thể đạt được bảo vật. Nhưng trên thực tế nào có chuyện tốt như vậy? Tốt. Mọi người đáp ứng. Bắt đầu đi. Chẳng muốn tiếp tục an bài chiến thuật gì, Ngao Phong hít sâu một hơi, xông về phía trước. Phần phật. Lực lượng của cường giả thần vương phong hào thi triển ra, cả người nhanh như thiểm điện, một móng vuốt to lớn xuất hiện ở trên không, nhẹ. Nhàng bóp một cái, không gian nổ tung. Huyễn linh ngăn ở phía trước lập tức bị chấn đung đưa, hóa thành khí lưu. Theo kịp, hét lớn một tiếng, còn lại rất nhiều thần vương đồng loạt đi theo. Trương Huyền và Lạc Thất Thất cũng theo sát ở sau lưng mọi người. Không thể không nói thực lực của Ngao Phong rất mạnh mẽ, huyễn linh thần vương cấp, một chiêu liền có thể diệt sát, một chút ý thức sót lại cũng không còn. Những huyễn linh này, tựa hồ có trợ giúp rất lớn với linh hồn. Đi theo sau lưng đám người, ngăn cản huyễn linh ở hai bên tấn công tới, trong lòng Trương Huyền hơi động. Đây đều là linh tính, giống như những vật trước đó khải linh, thuộc về. Một loại linh hồn, mặc dù là thảo mộc chi linh, nhưng số lượng nhiều, đối với linh hồn vẫn có trợ giúp rất lớn. Hiện tại linh hồn của hắn đạt được cửu thiên sắc phong, dù đến thần vương phong hào đỉnh phong, nhưng khoảng cách có thể xung kích đế. Quân, vẫn có một khoảng cách. Nếu như hấp thu luyện hóa những linh tính này, có thể để hồn thể trở. Nên càng thêm cường đại hay không? Thử một chút.
Nghĩ đến cái này, tinh thần khẽ động, linh tính bị Ngao Phong đánh nát, bị hấp thu vào mi tâm. Có linh tính mà nói, tương đương với đoạt xá, hấp thu rất khó, sau khi đánh nát huyễn linh, lại không còn ý niệm chủ quan, tương đương với linh hồn tinh thuần, hấp thu dễ như trở bàn tay. Trương Huyền nhất thời cảm thấy hồn thể lần nữa trở nên mạnh mẽ, con mắt thả ra tinh quang. Không tệ. May mắn đi theo đối phương, địa tạng linh dịch có hay không, có thể. Đạt được hay không, đối với lần này mà nói, đều đã kiếm lời. Phía trước có Ngao Phong tấn công, hai bên có hơn 10 vị thần vương không ngừng ngăn cản, linh tính tán loạn rất nhiều, ngắn ngủi không đến 10 phút, Trương Huyền đã cảm giác hồn thể tăng lên không chỉ một lần. Lúc này mọi người đã triệt để lâm vào trong vòng vây của huyễn linh. Bốn phía khe núi đều là cỏ cây không biết sống bao nhiêu năm, những thứ này đều có thể ở trong linh khí sung túc tinh thuần sinh ra linh tính, bởi vậy linh tính liên tục không ngừng, không biết bao nhiêu. Một phen chém giết, huyễn linh vây tới không những không giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Lại hấp thu một hồi, Trương Huyền ngừng lại. Linh tính giống như linh khí, vừa mới bắt đầu hấp thu hiệu quả rất tốt, kèm theo thời gian trôi qua, dần dần yếu bớt, đến bây giờ đã bão hòa. Trừ khi có linh tính càng tinh thuần. Địa tạng linh dịch ngay ở phía trước. Đi theo sau lưng đám người, lại tới một khoảng cách, Ngao Phong gào lên một tiếng. Trương Huyền ngẩng đầu, quả nhiên thấy trong khe núi, trên một cái ao nước không lớn, lơ lửng một đoàn đồ vật màu ngà sữa. Chỉ lớn chừng quả đấm, nhộn nhạo linh lực nồng đậm, tinh thuần hơn thần nguyên đan tuyệt phẩm gấp bội, còn không có tới gần, liền cảm thấy chân khí trong cơ thể không ngừng nhảy nhót, tràn đầy khát vọng. Quả nhiên là đồ tốt, hữu dụng với ta. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Giống như suy đoán, thứ này đối với hắn quả nhiên có hiệu quả cực lớn, dùng mà nói, cho dù không cách nào xung kích phong vương đỉnh phong, xung kích phong vương trung kỳ, hậu kỳ lại không khó lắm. Chẳng qua, trên đường đi đến hấp thu linh tính, cũng không ra quá nhiều lực, đây là Ngao Phong cùng những thần vương kia phí hết tâm huyết lấy được, mình cũng không tiện ra tay cướp đoạt. Dù sao hắn là danh sư, không phải cường đạo. Nhưng biết nơi này có thứ này, khe núi lớn như vậy, chưa hẳn chỉ có một giọt, cùng lắm thì đi tìm là được. Đối với người khác mà nói, bốn phía đều là huyễn linh, cần giết ra một đường máu mới có thể lấy được, nhưng đối với hắn mà nói, không có phiền toái như vậy. Thực sự không được thì vu hồn rời thân thể, lấy hình dáng vu hồn giả. Mạo huyễn linh, đối phương hẳn là không dễ dàng phát giác như vậy. Ầm ầm, tựa hồ là bảo vệ linh dịch, số lượng huyễn linh trở nên càng nhiều, áp lực mọi người tăng gấp bội, trong nháy mắt liền có 3-4 vị thần vương bị trọng thương, ngay cả Ngao Phong thần vương Phong Hào khóe miệng cũng chảy máu. Lúc này thực lực huyễn linh cũng tăng lên không ít, đều đạt đến thần vương đỉnh phong, hơn nữa từng cái hung hãn không sợ chết, tiến hành công kích linh hồn, mọi người dĩ nhiên là mệt mỏi. Tiếp tục như vậy, chúng ta vô cùng có khả năng đều chết ở chỗ này. Một vị thần vương nhìn không được nói. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Còn tưởng nhiều thần vương như vậy liên thủ, lại có thần vương Phong Hào mở đường, sẽ nhẹ nhõm giết vào giết ra, nằm mộng cũng nghĩ không tới nguy hiểm như vậy. Nhất định phải lui ra ngoài, nếu không chúng ta đều không thể còn sống rời đi. Lại một thần vương hét, mọi người nhao nhao sinh ra tâm tư lui về phía sau. Dù thấy được địa tạng linh dịch, cũng phải có mệnh. Có thực lực cầm mới được, tiếp tục ngạnh sông, không tuyển chọn lui ra mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ toàn quân bị diệt. Đã đến nơi này, có thể nào thất bại trong gang tấc? Vẻ mặt Ngao Phong dữ tợn, hai mắt trợn tròn. Mọi người ở chỗ này chờ ta một chút, ta cầm tới linh dịch liền trở lại. Nói xong gầm lên giận dữ, thân thể vụt qua, trong nháy mắt biến thành một kim long to lớn, lăng không vào tới linh dịch. Biết dựa vào hình dáng nhân loại không thể xông tới, không có gì chần chừ, trực tiếp thuế biến thành bản thể. Hết chương 3893. Chương 3894. Màng ánh sáng. Kim long xuất hiện, không khí tựa như ngưng động, linh khí bốn phía trở nên càng thêm sền sệt. Thực lực chân chính của thần vương Phong Hào ở Vân Ly Thiên triệt để hiển lộ ra, không gian giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Vù. Kim Long mới vừa xuất hiện, vô số linh tính giống như phát điên lao đến, không tiếc tự bạo, chỉ tích tắc, trong khe núi nhộn nhạo ra từng tầng gợn sóng không gian,
Ngao Phong nhận công kích liên tiếp, lân phiến nứt ra, từng vết thương dữ tợn xuất hiện ở trên người, long huyết màu vàng kim nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh xì xì, đập vỡ nát nham thạch. Hô! Một đạo long tức phun ra, mấy chục con huyễn linh ở phía trước nổ. Tung, hóa thành khí lưu, trước mặt xuất hiện một mảng lớn không gian trống trải. Vèo! Ngao Phong vội vàng xông về phía trước, mắt thấy đã tới trước mặt linh dịch, một mảng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, ngăn hắn ở bên ngoài. Là huyễn linh tạo thành trận pháp. Ngao Phong sầm mặt lại, da đầu run lên. Những huyễn linh này không chỉ có ý thức của mình, lại còn có thể liên hợp lại sắp đặt trận pháp. Vượt xa khỏi tưởng tượng. Móng vuốt nâng lên, hướng về phía trước hạ xuống. Màng sáng lay động, xuất hiện tầng tầng gợn sóng, cho dù cường đại như Ngao Phong, thi triển ra toàn bộ lực lượng, vẫn không cách nào đánh tan trận pháp trước mắt này. Ta không tin. Đi tới trước mặt linh dịch, lại không cách nào đắc thủ, trong mắt Ngao Phong đỏ hoe, lại bổ không ra thứ này, tất cả mọi người bị huyễn linh vây công mà chết, hắn khẳng định cũng chạy trốn không xong. Cho nên nhất định phải nhanh cầm được linh dịch, an toàn trở về. Nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Biết nơi này nguy hiểm như thế, lần sau còn muốn để cho người ta đi vào, gần như không có khả năng. Nói cách khác, chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải thành công, không thể thất bại. Rầm rầm rầm. Luân phiên công kích, màng ánh sáng bị chấn không ngừng lay động, nhưng không cách nào xé ra. Bất quá tuy không nát, nhưng màng ánh sáng ở dưới điên cuồng tấn công lại mỏng manh không ít, vô số lực lượng linh hồn nhộn nhạo ra, tán giật bốn phía. Không phải trận pháp, màng ánh sáng này là vô số huyễn linh rút ra đồ vật tinh hoa nhất trong hồn phách, hình thành kén tằm. Nhìn một màn này ở trong mắt, Trương Huyền sửng sốt, sau đó ánh mắt sáng lên. Còn tưởng là huyễn linh sắp đặt ra trận pháp, từ đối phương tấn công tán giật ra lực lượng nhìn, rõ ràng không phải. Đoán không sai, là bởi vì có địa tạng linh dịch tồn tại, những cây cối hoa cỏ kia mới sinh ra linh tính, nguyên nhân chính là như vậy, linh dịch xem như mẹ của bọn nó. Vì bảo vệ đối phương, vô số huyễn linh rút ra tinh hoa trong cơ thể, tích lũy tháng ngày, mới tạo thành màng bảo hộ này. Nói cách khác, trong màng ánh sáng này ẩn chứa đều là đồ vật tinh hoa nhất của huyễn linh. Hấp thu huyễn linh phổ thông, đã không cách nào để cho linh hồn tiến bộ, hấp thu cái này. Có thể để cho linh hồn tiến lên lần nữa hay không? Trong lòng Trương Huyền suy tư, vừa rồi hấp thu quá nhiều huyễn linh, linh hồn lực phổ thông đã không cách nào để cho hắn tiến bộ, nếu như những cái này đều là tinh hoa mà nói, hẳn là sẽ có hiệu quả. Nghĩ đến điểm này, tiện tay đánh bay hai huyễn linh cận thân, tới gần màng ánh sáng, quả nhiên cảm thấy lực lượng bị Ngao Phong đánh nát tỏa ra, đối với linh hồn có sự giúp đỡ to lớn. Chỉ hấp thu một chút, liền có biến hóa rất lớn, có thể đoán được, hấp thu nhiều mà nói, hoàn toàn có thể để cho linh hồn tăng tiến một bước dài. Đồ tốt a hát, hai mắt Trương Huyền sáng lên, lần nữa nhìn về phía trước, chỉ thấy Ngao Phong không ngừng công kích, màng ánh sáng bị gọt sạch một tầng tiếp lấy một tầng. Hồn lực mạnh mẽ linh khuấy động đâu đâu cũng có, rất nhiều đều bị huyễn linh ở bốn phía hấp thu, để chúng càng thêm cường đại. Quá lãng phí. Thấy bị đối phương hấp thu, áp lực của nhóm người mình càng lớn, Trương Huyền đau lòng nhức óc. Thứ tốt này, bị những thảo mộc chi linh này hấp thu cũng là lãng phí, cho mình hấp thu, đạt được chỗ tốt tuyệt đối lớn hơn dùng địa tạng linh dịch. Không được, đây đều là của ta. Trương Huyền nhìn không được nữa. Lao về phía mảng ánh sáng. Rầm rầm rầm. Kim Long ở trên không không ngừng tấn công, lực phản chấn cuồng bạo để móng vuốt nó không ngừng chảy xuống máu tươi, huyễn linh ở bốn. Phía vây công, thương thế cũng càng ngày càng nặng, cả con rồng tựa hồ. Có chút không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Đại đế đối với ta ân trọng như núi, thứ này có thể để cho đế quân tiến bộ, ta tuyệt đối phải hoàn thành nhắc nhở. Sẽ không buông tha. Long nha cắn chặt, ở sâu trong nội tâm Ngao Phong hí dài. Đế quân phong hào phổ thông, phần lớn đều là ân tình chỉ điểm, mà đế. Quân ở Đông Nam Tây Bắc là bốn đại thần thú, phong hào đều là có quan hệ huyết mạch. Tình cảm càng sâu. Nếu đế quân cần tiến bộ, như vậy coi như liều mạng, cũng sẽ vì hắn tìm được đồ vật mong muốn. Điên cuồng tấn công, lực phản chấn càng ngày càng mạnh. Bốn cái móng vuốt vỡ vụn càng ngày càng nhiều,
cả người tựa hồ cũng sắp không kiên trì được nữa. Con mắt thấu đỏ, biết đến cực hạn của thân thể, tiếp tục nữa, khả năng linh dịch không có cầm tới, ngược lại sẽ chết ở chỗ này, Ngao Phong đang muốn dừng lại, tiếc nuối trở về, lại nhìn thấy một thanh niên chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mảng ánh sáng, cười khanh khách hấp thu lực lượng bị bản thân đánh tan. Đầu rồng cúi nhìn, rất nhanh nhận ra được. Chính là vị nam thần vương tới cuối cùng kia. Đừng để ý ta, ngươi tiếp tục, ta đợi một lát sẽ đi. Thanh niên khoát tay áo, vẻ mặt thân thiện nói. Ngao Phong lắc lư, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Đại ca, ta vì đi tới trước mặt mảng ánh sáng này, suýt chút nữa bị Huyễn Linh đánh chết, trên người bây giờ còn chảy máu à. Làm sao ngươi tới trước mặt, quần áo không có nhăn một chút. Còn cực kỳ vui vẻ, cười cọng lông a hát. Quan trọng là, có bản lãnh này, sớm dùng một chút a hát, ta con mẹ nó đã sắp chết rồi. Vẻ mặt u oán, tiếp tục nhìn qua, chỉ thấy thanh niên điên cuồng hấp thu, bốn phía màng mỏng bị đánh tan, như vòi rồng hội tụ ở bên cạnh đối phương. Hai Huyễn Linh to lớn cảm nhận được đồ vật để nó mạnh mẽ bị tên này hấp thu, cũng tức đến oa oa kêu loạn, đồng loạt lao đến. Cẩn thận! Ngao Phong la lên, lời còn không có kết thúc, chỉ thấy thanh niên tùy ý khoát tay áo. Bành, bành! Hai tiếng kêu rên, hai Huyễn Linh nổ thành bột phấn, đồng dạng bị đối phương hấp thu. Làm xong những cái này, giống như làm sự tình bé nhỏ không đáng kể, thanh niên lần nữa ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành. Không cần nhìn ta, người tiếp tục bắt màng ánh sáng, hiện tại màng đã rất mỏng, động tác nhanh lên một chút mà nói, hẳn là không dùng đến 10 phút sẽ phá vỡ. 10 phút, Ngao Phong phun ra một ngụm máu tươi. Còn tưởng bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ, náo loạn nửa ngày còn cần 10 phút. Ta phế mạng già, nguyên lai mới làm hỏng không đến 1/10. Cái này còn làm sao phá vỡ? Trong mắt tràn đầy khó chịu, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy cương trảo của thanh niên đã thôn phệ sạch sẽ, tràn đầy mong đợi nhìn qua. Tiếp tục a hát, thất thần làm gì? A hát, Ngao Phong gào lên một tiếng, dùng cả tay chân lần nữa chụp tới, lại có một mảng lớn màng mỏng bị xé ra, ánh sáng bắn ra bốn phía. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, tiếp tục hấp thu, rất sảng khoái. Hết chương 3894. Chương 3895, Ngao Phong khó chịu. Trong mảng ánh sáng ẩn chứa lực lượng linh hồn tinh thuần, hấp thu càng nhiều, hồn thể của Trương Huyền trở nên càng ngày càng cao to, cả người trưởng khống linh hồn cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh lại đạt đến bão hòa. Bất quá không sao, tinh thần khẽ động, hấp thu lực lượng vào trong cơ. Thể phân thân, để hồn phách của nó càng ngày càng cường đại. Rất nhanh, lực lượng có thể hấp thu bị hấp thu hầu như không còn. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngao Phong tựa như một con rồng chết, lơ. Lửng giữa không trung, máu tươi đầy người, thật giống như lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn. Lại không còn uy mãnh của thần vương phong hào trước đó. Ta chỗ này có đan dược khôi phục thể lực, ăn một viên đi. Thấy vị này như vậy, Trương Huyền dừng lại một chút, cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược bay tới. Tên này thật muốn ngất. Bản thân liền không thể an tâm hấp thu linh hồn lực tán giật. Vừa rồi hấp thu nhiều như vậy, nên biết ân báo đáp. Thương thế của ta quá nặng, đan dược phổ thông vô dụng. Thấy đối phương đưa đan dược tới, Ngao Phong cười khổ một tiếng. Thần nguyên đan tuyệt phẩm đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn, huống chi một ít dược vật cấp thấp. Thương thế quá nặng, nhất định phải có lực lượng càng thêm tinh thuần mới có hiệu quả. Ăn thử một chút. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Mặc dù viên này là thần nguyên đan thượng phẩm phổ thông, lại ẩn chứa chân khí thiên nhược hữu tình cùng với một ít huyết dịch của tiểu hoàng kê, thương thế bình thường không đáng kể chút nào. Thấy vị này kiên trì, nghĩ đến hắn nhẹ nhõm từ đằng xa đi tới, Ngao Phong há miệng nuốt dược vật xuống. Đan dược vào cổ họng, một dòng nước ấm tuôn khắp toàn thân, trên người trọng thương trong chốc lát đạt được khôi phục. Cái này, đồng tử co rụt lại. Ngao Phong không ngừng run rẩy. Hiệu quả của thuốc này đã có thể so với dược vật đế quân. Đến cùng là ai, đan dược quý giá như vậy, tiện tay liền cho. Cúi đầu nhìn lại, ngay sau đó liền thấy đối phương khát vọng nhìn qua. Tiếp tục đánh đi.
khóe miệng có giật, lông mày Ngao Phong nhảy loạn. Trong lòng cảm ơn không còn sót lại chút gì. Người đây là coi ta thành cu li a hát. Quay đầu liếc nhìn, đằng sau mang vào rất nhiều thần vương, phần lớn đã bị thương, sắp không kiên trì nổi, biết lúc này không phải thời điểm suy tính những thứ này, răng cắn chặt, móng vuốt hung ác đánh xuống. Răng rác, màng ánh sáng lay động, lại một đạo lực lượng tùy ý bay ra, bị đối phương hấp thu. Hấp thu một hồi, Trương Huyền cau mày. Phân thân không có lĩnh ngộ công pháp thiên nhược hữu tình, cũng không được cửu thiên phong vương, nhu cầu hồn lực càng lớn, vừa mới bắt đầu Ngao Phong chém nửa ngày tích lũy lực lượng, hấp thu không cảm thấy cái gì, hiện tại một bên chém một bên hấp thu, cảm giác tốc độ của linh hồn lực quá chậm. Tu luyện, nhanh và chậm là hai loại khái niệm, có đôi khi xung kích cảnh giới, quá chậm tương đương với không có một chút hiệu quả. Vì sao nhất định muốn chém xuống lại hấp thu? Trực tiếp hấp thu màng mỏng này có được hay không? Thấy Ngao Phong mệt đến phun ra đầu lưỡi, nước bọt bắn tung tóe, tốc độ gia tăng khả năng không lớn, Trương Huyền lắc đầu, nhìn về phía kén tầm trước mắt. Bị đánh xuống hấp thu, là dễ dàng một chút, nhưng bộ dạng của đối phương, tốc độ đánh đã không đuổi kịp hấp thu, nhất định phải làm ra thay đổi mới được. Sớm biết đối phương không đáng tin cậy như vậy, liền không cho hắn đan dược. Lãng phí không một viên. Xem ra thần vương phong hào cũng không lợi hại như tưởng tượng a hát. Trương Huyền lắc đầu, bàn tay đặt ở trên màng mỏng, tinh thần tập trung, điên cuồng hấp thu, lại phát hiện vách ngăn cứng rắn, căn bản không hấp thu được. Khó trách tên này đánh không dễ, cái màng này quả thực đáng sợ. Đưa tay đánh một quyền, nhộn nhạo ra lực lượng không hề kém Ngao Phong, ngược lại chấn cánh tay run lên, Trương Huyền nhìn không được lắc đầu. Do vô số thảo mộc chi linh dùng bộ phận tinh thuần nhất trong linh hồn tạo thành, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Tuy chân khí không đến phong vương đỉnh phong, cũng không vận dụng lực lượng linh hồn, nhưng trải qua bất tử dung nham chỉ rèn luyện, đơn thuần thân thể còn cường đại hơn phong vương đỉnh phong. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, còn bị phản chấn tay đau, muốn cấp tốc phá vỡ vách ngăn trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có đế quân mới có thể làm được. Thử vũ khí một chút. Nắm đấm không được. Cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, đế quân của kiếm thần thiên ban cho Xích Tiêu kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hô! Thụ dục tính nhi phong bất chỉ, tử dục dưỡng nhi thân bất đái. Trương Huyền thi triển ra kiếm pháp phong bất chỉ. Phốc! Vách ngăn trước mắt không có chịu đựng mảy may, liền phá vỡ một lỗ. Thùng to, cả người lảo đảo, dĩ nhiên đi vào trong màng mỏng. Cái này! Trương Huyền nháy con mắt. Vừa rồi nắm đấm không tạo được tổn thương lợi hại gì, vốn cho rằng coi như dùng kiếm, cũng cần tiêu phí một đoạn thời gian rất lớn, nằm mơ. Cũng không nghĩ đến, dễ dàng như vậy liền cắt ra lỗ hổng lớn. Sớm biết đơn giản như vậy, thì không ở bên ngoài chậm trễ thời gian. Khiếp sợ đồng thời cũng kỳ quái, Xích Tiêu kiếm đến cùng là loại bảo vật cấp bậc nào, không khỏi quá sắc bén đi. Từ bên trong hấp thu. Quả nhiên dễ dàng hơn ở bên ngoài. Thu kiếm về nhẫn, lần nữa hấp thu, quả nhiên cảm giác một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ cuồn cuộn lao đến, tràn vào thân thể. Từ bên ngoài làm sao hấp thu cũng hấp thu không đến, nhưng ở bên trong, lực lượng vô cùng đầy đủ, hấp thu thuận buồm xuôi gió. Phân thân trong chữ vật giới chỉ cấp tốc hấp thu loại lực lượng này, tu vi cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng cường đại. Bành bành bành. Hắn bên này hấp thu, phía ngoài Ngao Phong vẫn điên cuồng công kích, long huyết theo khe hở móng tay không ngừng nhỏ xuống, đang cảm thấy không có hy vọng gì mở ra màng mỏng, chỉ thấy thanh niên chẳng biết lúc nào đã chui vào, đứng ở bên trong không nhúc nhích. Thân thể co giật, Ngao Phong cảm giác cổ họng ngọt ngọt, suýt chút nữa hộc máu. Đại ca, người đi vào lúc nào? Vì sao không gọi ta? Ta một mực ở bên ngoài đần độn dùng sức chém, ngươi. Không thấy ư, không nên chơi người như vậy. Giống như ta đang liều mạng đập muối, ngươi lại chạy vào trong màn, vỉnh chân bắt chéo uống nước ngọt. Đồng dạng đều là thần vương, sao ngươi ưu tú như vậy? Thân thể vụt qua, đi tới trước mặt thanh niên, phát hiện địa phương màng mỏng bị xé nứt bỗng nhiên khép lại. Vùng vẫy nửa ngày, biến thành hình người, lúc này mới chui vào. Linh dịch, ta cuối cùng cũng lấy được. Không để ý tới thanh niên đang ngồi ở cách đó không xa hấp thu lực lượng, Ngao Phong lại kìm nén không được, trực tiếp vào tới địa tạng linh dịch.
nhẹ nhàng vồ một cái, nắm ở trong lòng bàn tay. Xì xì xì, cảm nhận được linh khí mạnh mẽ trong đó, Ngao Phong kích động không ngừng run rẩy, vừa định tìm bảo vật chứa lại, thu vào nhẫn, đột nhiên lông mày nhíu một cái. Cái linh dịch này, sao cảm giác nhỏ đi một vòng lớn nhỉ? Trước đó nhìn thấy, thì lớn như nắm đấm, làm sao hiện tại chỉ như quả. Bóng bàn, tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó nhìn thấy linh dịch lần nữa rút nhỏ một vòng, giống như quả nho, sau đó là như hạt đậu nành. Da đầu Ngao Phong sắp nổ tung, mặt mũi phát điên. Lớn cỡ nắm tay, hiến cho đế quân, đối phương sẽ long nhan vui mừng, nhỏ như vậy hiến qua, đánh mặt sao. Căn bản không lấy ra được a hát. Hết chương 3895. Chương 3896. Khe núi chỗ sâu. Dùng sức vào đầu, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, địa tạng linh dịch trong lòng bàn tay, kèm theo màng mỏng xuất hiện khe hở, không ngừng bốc hơi ra ngoài, thật giống như vách ngăn là dùng để bảo vệ lực lượng không tán loạn, hiện tại gặp phải phá hoại, lại không cách nào duy trì linh dịch ổn định. Linh khí đều tán tới chỗ nào? Vẻ mặt lo lắng, muốn nhìn một chút có thể thu hồi lại linh khí sắp tán giật hay không, xem xét một chút, kìm lòng không được lảo đảo. Chỉ thấy bất luận là vách ngăn hay linh khí, đều bị thanh niên ngồi ở. Cách đó không xa hấp thu, một chút cũng không có bỏ qua. Những linh khí này, mình cũng không hấp thu được, vậy mà đối phương nhẹ nhõm hấp thu. Làm sao làm được? Tức đến nghiến răng, tìm hộp ngọc bỏ linh dịch vào, bố trí phong ấn, lúc này mới ngừng lại tán giật, nổi giận đùng đùng nhìn về phía đối phương. Vị bằng hữu này, ân tình ra tay ban tặng đan dược, tại hạ ghi nhớ trong lòng, nhưng người hấp thu sạch sẽ linh khí trong địa tạng linh dịch là có ý gì? Để ta còn làm sao hiến cho đế quân? Tuy rất cảm ơn, nhưng người hấp thu hết đồ vật, vậy chúng ta tới đây làm gì? Ta đáp ứng cho mọi người chỗ tốt, lại liều sống liều chết, suýt chút nữa treo ở chỗ này, người lại trực tiếp hái thành quả thắng lợi. Không tốt lắm đâu. Thấy đối phương nổi giận, Trương Huyền sửng sốt một chút, nhìn về. Phía hộp ngọc của đối phương, lúc này mới phát hiện linh dịch 10 không còn một, cả người ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn trong cơ thể, lập tức cứng đờ. Tu vi của ta, đột phá phong vương, chuyện lúc nào? Mặc dù chỉ là phong vương sơ kỳ, nhưng chân khí lại thực sự đột phá. Chỉ là làm sao một chút cũng không có phát hiện. Hẳn là vu hồn chăm chú hấp thu lực lượng linh hồn, thân thể lại mở ra hình thức tu luyện vô niệm vô tưởng. Trong lúc vô tình hấp thu địa tạng linh dịch sắp tán phát đến trong không khí. Ta thật chỉ là tới hấp thu linh hồn lực, không muốn hấp thu linh dịch của ngươi. Biết thật nói như vậy, đoán chừng đối phương sẽ đánh chết mình, Trương Huyền xấu hổ phút chốc nói. Cái này, đi ra ngoài trước rồi nói sau, ta sợ bọn họ không chịu nổi. Ngao Phong quay đầu nhìn, quả nhiên thấy bên ngoài màng ánh sáng, rất nhiều thần vương đã không sai biệt lắm đến cuối cùng, tất cả đều sắp gánh không được. Địa tạng linh dịch bị lấy đi, huyễn linh ở phía ngoài càng thêm điên cuồng, tấn công càng thêm hung mãnh, 11 vị thần vương, hầu như toàn bộ trọng thương, lại không nghĩ biện pháp trốn đi, khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Hừ, biết đối phương nói không sai, Ngao Phong biết lúc này xác thực không phải thời điểm hỏi thăm, cắn răng, thân thể nhảy lên chui ra ngoài, lần nữa thuế biến thành cự long, bao phủ mọi người ở bên trong, cấp tốc phóng ra ngoài. Biết thanh niên ở trong vách ngăn thủ đoạn vượt xa tưởng tượng, nên chẳng muốn mang hắn đi. Chúng ta chờ ngươi ở bên ngoài. Mọi người rời đi, âm thanh truyền tới. Trương Huyền lắc đầu, không nói thêm lời, tiếp tục hấp thu linh hồn lực tinh thuần trong vách ngăn. Sau 5 phút, vách ngăn đều bị hấp thu sạch sẽ, lúc này thực lực của phân thân cũng đã đạt đến thần vương đỉnh phong, sức chiến đấu so với thần vương phong hào phổ thông chỉ mạnh không yếu. Không còn vách ngăn bảo vệ, vô số huyễn linh vây quanh, Trương Huyền nắm xích tiêu kiếm ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, giết ra một con đường, vừa định đi ra ngoài, đột nhiên ngừng lại. Đi xem trong khe núi có linh dịch khác hay không? Dù sao cũng đã tới, ngộ nhỡ còn có linh dịch khác, có lẽ có thể để tu vi đột phá phong vương đỉnh phong. Thân thể vụt qua, ngụy trang chi khí quanh quẩn, sau một khắc khí tức hoàn toàn giống huyễn linh ở bốn phía. Vừa mới bắt đầu huyễn linh vẫn không ngừng vây công, một lát sau thì ngừng lại, trở nên có chút ngỡ ngàng.
Thảo mộc chi linh không có trải qua văn hóa nhân loại hun đúc, có chỉ là ý niệm ít ỏi, thiếu năng lực chủ động phân tích, Trương Huyền ngụy trang thiên y vô phùng, cho dù là bọn chúng cũng phân biệt không rõ. Cái lệnh phù ngụy trang này quả nhiên mạnh mẽ. Thấy huyễn linh cũng có thể ngụy trang, hơn nữa để chúng không phát hiện được, Trương Huyền nhìn không được cảm xúc, thân thể vụt qua, thẳng tắp bay vào khe núi. Nơi này có thể sinh ra bảo vật như vậy, khẳng định còn có nữa. Kèm theo một đường ống dưới, số lượng huyễn linh dần dần giảm bớt, đi về phía trước một hồi, Trương Huyền đột nhiên nhíu mày, ngừng lại. Khí tức trước mắt cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Có chút giống lúc trước xuống hố sâu dưới linh nguyên thiên, có lực lượng ma diệt chân khí thiên đạo. Kỳ lạ! Tiếp tục đi xuống, kèm theo càng sâu, loại khí tức này càng nồng đậm, dĩ nhiên đến tình trạng thần vương phong hào cũng khó mà chống lại. Chân khí thiên nhược hữu tình di tán ở bên ngoài cơ thể, lúc này mới không bị ảnh hưởng. Phi hành hơn 10 phút, cuối cùng đi tới dưới đáy, Trương Huyền nhìn xuống, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Ở dưới cùng là một mảnh đất trống to lớn, diện tích chừng mấy vạn mẫu, phía trên thực vật gì cũng không có, chỉ có một hố sâu to lớn. Đứng ở trong hầm không nhìn thấy cái gì, nhưng đứng ở chỗ cao liền có thể rõ ràng nhìn ra, là một trưởng ấn to lớn. Đế quân lưu lại. Lông mày Trương Huyền nhăn lại. Trưởng ấn trước mắt, lấy lực lượng của hắn khẳng định không làm được, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đây là đế quân lưu lại. Chỉ là đế quân không phải không cách nào đi tới nơi này ư. Trưởng ấn từ đâu mà tới? Ở không trung thần giới, có phải là có người đại chiến tạo thành hay không? Nhìn thấy trưởng ấn trước mắt, một ý nghĩ xông ra. Thủy Triều Hải, thoạt nhìn tựa như là ở không trung thần giới thiếu hụt một khối tạo thành, hố sâu dưới Linh Nguyên Thành, suy nghĩ kỹ một chút, cũng có chút giống thủ ấn. Có phải là hai vị đế quân đại chiến lưu lại hay không? Cuối cùng đưa đến tiểu hoàng kê vẫn lạc, đến bây giờ trí nhớ không có triệt để khôi phục. Chỉ là, nếu như lúc trước đại chiến chính là tiểu hoàng kê, lấy thực lực của nó, Lạc Nhược Hy hẳn có thể nhẹ nhõm ngăn cản, vì sao lại không đi làm? Hơn 40 năm, tiếp cận khoảng 50 năm, thần giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao thiên đạo sẽ rời thần giới, chia ra thiên đạo hữu tự và thiên đạo hữu khuyết? Rơi vào trên người Khổng Sư và mình. Liên tiếp nghi vấn, để Trương Huyền càng ngày càng hồ đồ. Dọc theo trưởng ấn bay một vòng, cũng không phát hiện địa tạng linh dịch dư thừa, cũng không phát giác có chỗ nào đặc thù, Trương Huyền đành phải bất đắc dĩ bay ra ngoài. Lần này đến nơi đây, tuy không có để chân khí đến phong vương đỉnh phong, nhưng cũng đột phá phong vương, linh hồn càng trở nên cường đại, khoảng cách đột phá đế quân cũng không xa. Nói tóm lại, thu hoạch tương đối khá. Duy nhất thiếu hụt là làm sao đối mặt Ngao Phong thần vương. Đối phương tâm tâm niệm niệm linh dịch, trong lúc vô tình hấp thu 9 phần 10, thực sự rất xấu hổ. Được rồi, thực sự không được, thu hắn làm đệ tử a. Tuy hắn thoạt nhìn cũng không thông minh lắm. Dầu dĩ nửa ngày, Trương Huyền thầm nghĩ. Mặc dù đối phương thoạt nhìn chỉ biết dùng man lực, thu hắn làm đệ tử, cũng coi là mình làm ra nhượng bộ lớn nhất. Hết chương 3896. Chương 3897. Hổ Kiêu. Có quyết định liền không dầu dĩ, xoay người bay ra ngoài. Có lệnh phù ngụy trang, huyễn linh nóng nảy cũng không tiến hành công kích hắn, rất mau trở lại bên ngoài núi rừng. Vừa định nhìn thấy Ngao Phong nên nói như thế nào, để đối phương vui vẻ một chút, liền cảm nhận được trên không lực lượng nóng nảy khuấy động. Ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy Ngao Phong thuế biến thành kim long, đang cùng một mãnh hổ to lớn ở trên không trung kịch chiến. Ha ha, Ngao Phong, mấy ngày không gặp, sao yếu thành như vậy? Ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn nhận thua, miễn cho mất mặt xấu hổ. Mãnh hổ cười ha ha. Hai cỗ lực lượng ở trên bầu trời không ngừng nhộn nhạo, uốn lượn như pháo hoa, sáng tối chập chờn. Thần vương phong hào của canh kim thiên. Trương Huyền cau mày. Đầu mãnh hổ này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là canh kim thiên phong hào, chỉ là chẳng biết tại sao hai người lại đánh nhau. Muốn ta nhận thua, nằm mơ. Ngao Phong gào lên một tiếng, dường như sử dụng bí pháp nào đó, toàn thân chuyển hồng, lần nữa vọt tới đối phương. Rầm rầm rầm, cả hai giao chiến hừng hực khí thế, không gian bị xé nứt ra vô số khe hở. Trương sư,
Lạc Thất Thất đi tới trước mặt. Biết vị trước mắt này có chuyện đi làm, vì không cản trở, nên vừa rồi cũng không đi theo, mà cùng Ngao Phong rời khe núi. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại đánh nhau? Trương Huyền hỏi. Chúng ta vừa đi ra, liền bị Hổ Kiêu Thần Vương Phong Hào của Canh Kim Thiên ngăn cản, nó hẳn là cũng biết nơi này có địa tạng linh dịch, cố ý chờ đám người Ngao Phong Thần Vương Phong Hào tiến vào, bị trọng thương mới tới cướp đoạt. Lạc Thất Thất truyền âm. Cướp đoạt. Trương Huyền giật mình. Thủy Triều Hải, để cho người sợ hãi cũng không phải cạm bẫy, không gian loạn lưu, cùng với nguy hiểm bản địa. Mà là tu luyện giả. Nơi này không có quy củ, vì bảo vật, không ít người ôm cây đợi thỏ, chờ. Người khác trải qua nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, lại hung hãn ra tay, cướp đoạt thành quả thắng lợi. Hổ Kiêu Thần Vương Phong Hào kia, rõ ràng chính là loại này. Nếu Ngao Phong Thần Vương không bị thương, khẳng định không kém đối phương, hiện tại. Lạc Thất Thất lắc đầu. Nếu không phải bị Huyễn Linh tấn công trọng thương, cho dù Hổ Kiêu lợi hại hơn nữa, cũng nhiều nhất là hòa nhau, bây giờ lại đè đánh, không có chút năng lực hoàn thủ nào, thất bại đã trở thành nhất định. Thời gian không dài, một tiếng âm bạo kịch liệt, Ngao Phong từ không trung rơi xuống đất, thân thể khổng lồ tràn đầy vết thương, dòng máu màu vàng óng chảy xuôi xuống, đập ra vô số hố to. Trần chờ một chút, Trương Huyền thu thập lại long huyết. Long huyết của Thần Vương Phong Hào, lấy ra bán mà nói, giá cả không ít. Giao địa tạng linh dịch ra đi. Hổ Kiêu lần nữa biến thành một trung niên, lạnh lùng nhìn qua. Ngao Phong nghiến răng. Mỗi lần Thủy Triều Hải mở ra đều có rất nhiều Thần Vương Phong Hào vẫn lạc, đừng không biết tốt xấu. Hổ Kiêu hừ lạnh, tiến về phía trước một bước, mặt đất không ngừng lay động. Biết đối phương vì bảo tàng thật dám hạ sát thủ, Ngao Phong rơi vào đường cùng, đành phải lấy linh dịch đưa tới. Mở hộp ngọc ra, liếc mắt nhìn, Hổ Kiêu cau mày. Làm sao nhỏ như vậy? Có thể sinh ra nhiều huyễn linh như vậy, tình huống bình thường, địa tạng linh dịch hẳn là số lượng rất nhiều mới phải, làm sao mới như hạt đậu nành? Hẳn là tán giật, dù sao thời điểm ta lấy được chỉ như vậy. Ngao Phong cũng không khai Trương Huyền ra. Tán giật, lông mày nâng lên, cổ tay Hổ Kiêu khẽ đảo thu linh dịch vào chữ vật giới chỉ, lần nữa nhìn qua. Nếu chỉ còn dư lại chút ấy, liền lấy đồ vật ngươi có được đền bù đi. Nói xong bàn tay ngoắc ngoắc, chữ vật giới chỉ trên ngón tay Ngao Phong bay tới. Bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, cúi đầu nhìn, một lát sau khóe miệng nâng lên. Cũng không tệ lắm, xem ra sau khi đi vào Thủy Triều Hải, ngươi cũng không có nhàn rỗi. Những thứ này đều thuộc về ta. Nói xong nắm ở trong lòng bàn tay. Nếu cướp một lần, tự nhiên cái gì cũng không để lại. Mặc dù đồ vật trong chữ vật giới chỉ của đối phương giá trị không bằng địa tạng linh dịch, nhưng cũng có không ít, đối với hắn tu luyện có trợ. Giúp rất lớn, xem như một bút tài nguyên rất lớn. Ngươi, thấy tất cả mọi thứ đều bị đối phương cướp đi, Ngao Phong cắn chặt răng, muốn nói cái gì, lại nói không ra. Nhiều lần linh khí thủy triều, đều sẽ có không ít Thần Vương Phong Hào vẫn lạc, cục diện bây giờ thật muốn dùng sức mạnh, đối phương thật có khả năng chém giết hắn. Chỉ có thể nhẫn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Các ngươi cũng giao đồ vật ra đi. Cướp xong Ngao Phong, Hổ Kiêu nhìn rất nhiều Thần Vương khác. Đối mặt Ngao Phong, ta kiêng kỵ Vân Ly Thiên bao che khuyết điểm, không có lợi ích to lớn không dám giết người, các ngươi lại không giống. Không muốn chết, thì động tác nhanh lên một chút. Trong thanh âm mang theo uy hiếp. Vân Ly Thiên từ trước tới nay bao che khuyết điểm, Ngao Phong càng là Thần Vương Phong Hào, chỗ tốt đủ lớn, có thể sẽ ra tay chém giết, nhưng đã ngoan ngoãn giao ra hết, tự nhiên không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Ngao Phong như vậy, nhưng rất nhiều Thần Vương khác liền không giống. Thần Vương Phong Hào chém giết mấy vị Thần Vương, coi như đế. Quân biết, cũng sẽ không đi tìm phiền toái. Mạnh được yếu thua, ngay cả Thần Vương cũng không thể giết, Thần Vương Phong Hào còn có ý nghĩa gì? Thấy áp lực trên người Hổ Kiêu càng lúc càng lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, rất nhiều Thần Vương trọng thương, trong mắt lộ ra bi phẫn, lại không có biện pháp gì. Nếu không bị tổn thương, nghe nói tin tức, như vậy chạy được bao xa sẽ? Chạy bao xa, hiện tại trọng thương, không có biện pháp gì. Không giao ra bảo vật,
thật có khả năng tận diệt bọn hắn. Thần vương ở ngoại giới, xem như cao cao tại thượng, nhưng ở thủy. Triều hải, địa vị gì cũng không có. Đây, ta chỉ sưu tập được những thứ này. Rất nhanh, các thần vương đều đưa chữ vật giới chỉ tới. Nhìn thấy thu hoạch, Hổ Khiêu thỏa mãn gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một vị thần vương đi tới trước mặt, cắn chặt răng. Hổ Khiêu thần vương phong hào, chỉ cần không lấy đi bảo vật của ta, ta nguyện ý đi theo ngươi, quy thuận ngươi, hơn nữa nói cho ngươi trong khe núi đến cùng xảy ra chuyện gì. Đi theo, cũng không phải không thể, có điều phải nhìn tin tức ngươi nói, giá trị có đủ đổi lấy bảo vật trong tay và mạng của ngươi hay không. Hổ Khiêu thần vương phong hào nhấc mí mắt. Ngươi sẽ thỏa mãn. Vị thần vương kia mắt sáng lên, xoay người chỉ Trương Huyền. Chính là tên kia, hắn trước thời hạn đến chỗ địa tạng linh dịch, trước đó linh dịch này lớn cỡ nắm tay, sau khi hắn tiến vào, liền trở nên nhỏ. Như vậy, nếu như nói có vấn đề, khẳng định liên quan đến hắn. Kẻ trước mắt này, rõ ràng có thực lực đối kháng huyễn linh, lại tùy ý bọn họ bị thương, tiếp đó chạy vào trong mảng ánh sáng cướp đoạt linh dịch. Nói thật, hắn đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt. Lần này có thể giáo huấn, lại có thể miễn trừ mình bị cướp, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Ngươi cướp đi linh dịch. Nghe vị này nói, linh dịch lại lớn cỡ nắm tay, con mắt Hổ Kiêu lập tức híp lại, lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền, con mắt thả ra tinh quang. Lớn linh dịch như vậy, nếu như đạt được hiến cho đế quân, nhất định có thể được chỗ tốt càng lớn. Hết chương 3897. Chương 3898. Cướp ngược. Lần này ta cùng Ngao Phong thần vương phong hào tới tầm bảo, thật không có ý định nhúng chàm địa tạng linh dịch, xuất hiện loại tình huống này. Ngoài ý muốn mà thôi. Thấy Ngao Phong nằm dưới đất cũng nhìn qua, Trương Huyền mặt mũi xấu hổ. Tuy nghĩ kỹ lời giải thích, nhưng chân chính đối mặt, vẫn còn có chút ngượng ngùng. Dù sao sai lầm ở hắn. Thấy hắn thừa nhận, Hổ Khiêu cười ha ha một tiếng. Xem ra lần này ta thật kiếm lợi lớn. Ánh mắt băng lãnh, mang theo không cho cự tuyệt. Ngoan ngoãn giao linh dịch ra, có thể tha chết cho ngươi. Không giao ra được. Trương Huyền lắc đầu. Đã hấp thu xong, còn làm sao giao? Bản tọa nói chuyện đàng hoàng với ngươi, là hôm nay tâm tình tốt, nếu không biết tốt xấu, giết ngươi, ta cũng có thể lấy được linh dịch. Thấy kẻ trước mắt này đối mặt uy hiếp không có kính sợ chút nào, Hổ Kiêu giận quá mà cười, nhướng mày, bàn tay vỗ xuống. Răng rác, khí lưu khuấy động, trưởng lực như mưa bão tùy ý, bao phủ tứ phương ở bên trong. Thấy hắn ra tay, vị thần vương vừa rồi muốn làm tùy tùng kia thở phào nhẹ nhõm, cười trên nỗi đau của người khác. Không biết thời thế, còn tưởng rằng nơi này là thần giới, tất cả mọi người tuân thủ quy củ. Nơi này gặp được nguy hiểm không nhanh nhận thua, còn giả vờ giả vịt, không phải tự tìm cái chết thì là gì. Đang cảm thấy đối phương sẽ đi đời nhà ma, chỉ thấy tên này tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Cần gì chứ, tội gì khổ như thế chứ? Trương Huyền than thở. Cùng những thần vương này, chỉ là bèo nước gặp nhau, mọi người cùng nhau tìm kiếm bảo vật, không có giao tình quá sâu, người cướp bọn. Họ, ta cùng lắm thì mở một con mắt nhắm một con mắt. Giả bộ như không nhìn thấy, nhưng cướp tới ta, hơn nữa động thủ, thì có chút quá đáng rồi. Cong ngón tay búng một cái. Xoạt, trường ấn đầy trời giống như thủy tinh vỡ vụn, Hổ Kiêu còn không có phản ứng lại, liền bị đánh trúng, bành, bay ra mấy chục mét, nặng nề. Rơi xuống đất, từng ngụm hộc máu. Công kích của Hổ Kiêu thần vương phong hào bị một chỉ đánh nát, hơn nữa đánh bay hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả thần vương đều run lên, tràn đầy kinh hoàng. Ngay cả Ngao Phong cũng chừng lớn long nhãn, run lẩy bẩy, từ xa nhìn lại không giống cự long, ngược lại như mãng xà không có can đảm. Cái tên này, có thể ở trong huyễn linh tiến lui tự nhiên, hơn nữa phá vỡ. Màng mỏng đi tới trước mặt địa tạng linh dịch, là hắn biết không đơn giản, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến. Sẽ mạnh như vậy. Hổ Kiêu kia, cho dù mình ở thời kỳ toàn thịnh, muốn vượt qua cũng khó khăn, nhưng lúc này ở trong tay đối phương, ngay cả một con giun dế cũng không sánh nổi. Hắn không phải chỉ là thần vương sao? Dãy rụa đứng lên, ánh mắt Hổ Kiêu đỏ như máu.
Đường đường thần vương phong hào, lại bị một thần vương bình thường đánh thành trọng thương. Đổi lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy vừa rồi xuất chiêu không dùng toàn lực, nhưng có thể đơn giản phá vỡ trưởng lực của hắn như vậy, thực lực mạnh mẽ, so với mấy vị phong hào hắn quen biết chỉ mạnh không yếu. Chết! Hổ Kiêu quát to một tiếng, bàn tay biến thành móng vuốt, lần nữa đè ép, lực lượng mạnh mẽ tựa như núi lớn nghiền ép tới. Trương Huyền nhíu mày, đứng tại chỗ không động, cũng không có làm ra bất kỳ phản kích. Hô! Trưởng lực còn chưa tới trước mặt, đã tiêu tán ở trên không, ngay sau đó một tiếng hừ lạnh vang lên. Ta còn có việc, ngày hôm nay liền không tính toán với ngươi. Không khí xuất hiện từng đạo gợn sóng, vị thần vương phong hào vừa rồi còn khí thế hung hăng kia, lúc này đã bay đi xa, thân hình sắp biến mất. Hiển nhiên sau một chiêu, liền biết vị trước mắt này không phải mình có thể chống lại, giả thoáng một chút, sau đó xoay người bỏ chạy. Thủy Triều Hải, ai có thể bảo vệ mình, đạt được đồ vật, người đó là người thắng, còn thanh danh gì đó, sau khi ra ngoài, dựa vào địa vị của mình, ai còn dám nói bậy. Lại nói coi như dám nói, cũng phải có người tin a hát. Trương Sư, thấy tên này chạy trốn, Trương Huyền rõ ràng đã sớm phát hiện động cơ, lại không thèm quan tâm, Lạc Thất Thất hơi sững sờ. Đi thì đi, cũng không bị tổn thương. Biết ý nghĩ của nàng, Trương Huyền xua tay. Việc cấp bách là mau chóng tăng cao tu vi, xung kích đế quân, thần vương phong hào phổ thông đã không tính là gì, không đáng vì thế lãng phí thời gian. Thế nhưng bọn họ cướp đi bảo vật của Ngao Phong thần vương, nếu như đòi về, có lẽ trước đó xấu hổ có thể miễn trừ. Lạc Thất Thất nói, ở chung lâu như vậy, biết tính cách của vị trước mắt này. Ngay thẳng, kín đáo, cương nghị, nhân từ, chưa từng nguyện ý lấy đồ của người khác. Vừa rồi xấu hổ, nhất định là bởi vì trong lúc vô tình hấp thu địa tạng linh dịch. Thời điểm không có chuyện, quả thực không tiện đối mặt Ngao Phong, nhưng bây giờ tên này bị cướp, cũng bị đánh một trận, có thể báo thù cho hắn, cướp đồ vật về, chuyện lúc trước có lẽ có thể kết thúc mỹ mãn, không cần xấu hổ nữa. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đang suy nghĩ làm sao cùng đối phương nói thù đồ, ứng đối ra sao khi đối phương hưng phấn, lại quên cái này, dựa theo phương pháp này xử. Lý, có lẽ không cần thu nữa. Nguy hiểm thật. Nghĩ đến cái này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Hổ Kiêu đã biến mất không thấy hình bóng, trên không nhìn không đến nửa điểm tung tích. Đã chậm, trốn xa rồi. Lạc Thất Thất cười khổ. Tuy thần vương phong hào không thể thuấn di, nhưng tốc độ nhanh chóng, không thua thuấn di bao nhiêu, đối phương đã chạy đi 7-8 cái hô hấp, còn muốn đuổi theo, đã rất khó làm được. Không muộn. Trương Huyền lắc đầu, đột nhiên lăng không chảo một cái. Không gian trước mắt lập tức sụp đổ, lại như bị đè xẹp, khoảng cách mấy trăm dặm trong nháy mắt chồng chất lên nhau, cánh tay giống như. Đi tới ngoài mấy trăm dặm. A hát, không thể. Hổ Kiêu kêu thảm, liền bị bắt tới, nặng nề rơi xuống đất. Ngao Phong nằm trên mặt đất lông mày nhảy loạn. Loại thủ đoạn không gian gấp bắt người này, chỉ có đế quân mới có thể. Làm được. Chẳng lẽ vị trước mắt này không phải thần vương, mà là đế quân ngụy trang? Không chỉ hắn, Hổ Kiêu cũng triệt để điên rồi. Vốn cho rằng bay nửa ngày như vậy, đã thuận lợi trốn, nằm mộng cũng nghĩ không ra, đối phương khẽ vươn tay liền cầm trở về. Dễ dàng giống như bắt một con muỗi. Vừa nghĩ ra, người vẫn chưa thể đi, vừa rồi cướp đồ vật, toàn bộ trả trở. Về. Buông đối phương ra, Trương Huyền thản nhiên nói. Cửu Thiên Phong Vương, lại thêm vừa mới hấp thu vô số linh hồn lực, hồn phách của hắn đã cường đại đến có thể tùy tiện xé rách không gian tiến hành thuấn di. Đối phương chạy trốn mặc dù khoảng cách xa, mắt thường không thể nhận ra, nhưng vẫn ở trong phạm vi linh hồn bao phủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể nhẹ nhõm bắt trở lại. Không tính là việc khó gì. Vâng. Hổ Kiêu vội vàng gật đầu. Có thể để hắn chạy trốn thời gian dài như vậy, vừa ra tay liền bắt trở lại, thực lực của vị trước mắt này tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Vừa rồi cướp đi các loại bảo vật đều lấy ra ngoài, Hổ Kiêu ngẩng đầu hỏi. Tiền bối, hiện tại, ta có thể đi chưa? Đối mặt vị này, không dám tiếp tục xưng là bản tọa. Tất cả mọi thứ trên người ngươi đều lưu lại. Trương Huyền nói. Dù sao cũng đoạt một lần,
còn không bằng lấy đi toàn bộ bảo vật. Tên này gian trá như vậy, hẳn là sẽ có không ít bảo bối. Hết chương 3898. Chương 3899. Báo tin Triệu Nhã. Vâng, vâng. Không dám nói nhảm quá nhiều, Hổ Kiêu Đơ nhấn chữ vật của mình tới. Trương Huyền xóa đi linh hồn ấn ký, liếc mắt nhìn, thỏa mãn gật đầu. Không hổ là thần vương phong hào, đồ tốt không ít, tuy đối với hiện tại hắn, tác dụng không tính quá lớn, nhưng đối với đám người Lạc Thất Thất, Tôn Cường, là có trợ giúp rất lớn. Cút đi. Trương Huyền khoát tay áo. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Không dám nửa câu phí lời, Hổ Kiêu xoay người rời đi. Mạnh được yếu thua, tuy hắn bị cướp đi tất cả bảo vật, nhưng chỉ cần người vẫn còn, thủy triều hải không đóng, hoàn toàn có thể cướp về. Nhân vật phản diện chết là vì nói nhãm nhiều, thật muốn treo ở chỗ. Này, sẽ thật sự không còn gì nữa. Các vị đều thu hồi đồ vật của mình đi đi. Hổ Kiêu rời đi, Trương Huyền nhìn về phía Ngao Phong cùng rất nhiều thần vương khác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chần chờ phút chốc, đi tới trước mặt, lấy thứ thuộc về mình trở về, từng cái khuôn mặt thấu đỏ. Vốn nhìn thấy vị này rõ ràng có thực lực, nhưng không để ý không hỏi, trơ mắt nhìn bọn họ bị thương, trong lòng mọi người tràn đầy không vui, nhưng lúc này loại ý nghĩ kia đều tan thành mây khói, không còn nửa phần. Chỉ là bèo nước gặp nhau, dựa vào cái gì phải trợ giúp bọn họ. Lấy được bảo vật về, đã tính ân trọng như núi. Đa tạ tiền bối. Nhìn bảo vật của mình mất mà được lại, Ngao Phong khôi phục hình dáng nhân loại, vội vàng khom người. Không cần khách khí. Trương Huyền khoát tay áo. Địa tạng linh dịch, ta quả thực không có ý định hấp thu, nhưng đã hấp thu, giúp người đòi đồ vật về, chúng ta tính thanh toán xong. Vâng. Ngao Phong vội vàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lộ ra tôn sùng. Tiền bối là vị được Cửu Thiên Phong Vương kia. Cửu Thiên Phong Vương động tĩnh lớn như vậy, hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Là ta. Thấy bị đối phương nhận ra, Trương Huyền cũng không chối. Cửu Thiên Phong Vương, vị Thiên Túng Đại Đế kế tiếp. Khó trách có thực lực này. Hai ngày trước, mây đỏ đầy trời là Cửu Thiên Phong Vương. Là vị này dẫn ra. Nghe được Ngao Phong nói, bốn phía xôn xao. Tất cả thần vương giờ mới hiểu được, vị trước mắt này đến cùng là ai, lại đại biểu thân phận gì. Khó trách có thể hấp thu địa tạng linh dịch. Lúc này Ngao Phong mới chợt hiểu. Địa tạng linh dịch quá mức tinh thuần, Phong Hào cũng không thể hấp thu, đối phương lại có thể dùng để tu luyện, trước đó liền cảm thấy kỳ lạ, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là hắn. Cửu Thiên Phong Vương, nhân vật nhất định trở thành đế quân. Có thể hấp thu thứ này cũng là chuyện đương nhiên. Nhớ tới cái gì, tiến về phía trước một bước. Tiền bối. Ta biết có một nơi khả năng có bảo vật hữu dụng với ngươi. Ồ, Trương Huyền nhìn qua. Cách nơi này đại khái khoảng 5.000 dặm, trong một vết nứt không gian, ta từng thấy qua một ít đế linh thảo. Bởi vì tu vi quá thấp, không dám đi qua, tiền bối ngươi mà nói, lại không dính dáng vấn đề này. Ngao Phong nói. Đế linh thảo. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đối với đế quân cũng có hiệu quả tu luyện, đế linh thảo. Loại dược liệu này, ở trong thư tịch Khổng Sư lưu lại từng nhắc tới. Là một loại dược vật đối với đế quân cũng có hiệu quả rất tốt, trạng thái của hắn bây giờ, dược liệu phổ thông đã hoàn toàn vô dụng, cũng chỉ có loại cấp bậc này, mới có thể để cho tu vi cấp tốc tiến bộ. Ngao Phong gật đầu. Mang ta tới. Muốn nói hiệu quả, đế linh thảo khẳng định cao minh hơn địa tạng linh dịch nhiều. Có lẽ thật có thể để hắn nhất cử đột phá phong vương đỉnh phong, thậm chí. Đế quân, hắn, làm sao bây giờ? Ngao Phong chỉ thần vương cách đó không xa muốn làm tùy tùng của Hổ Kiêu kia. Xiết là được. Trương Huyền liếc mắt nhìn, ống tay áo vẫy một cái. Tha mạng. Vị thần vương này vừa định nói chuyện, liền cảm thấy thân thể không do bản thân khống chế, đột nhiên bành trướng, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, cả người nổ thành bột phấn, thần hồn câu diệt. Tên này nhìn thấy nguy hiểm trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa bán mình, bất luận từ điểm nào cũng không thể lưu lại. Ngao Phong và các thần vương khác đều nhảy dựng. Vốn trước đó thả Hổ Kiêu, bọn họ đều cảm thấy vị này vẫn quá trẻ tuổi,
dễ nói chuyện, không nghĩ tới đáng sợ như vậy, thấy cảnh này mới hiểu được. Cường giả chính là cường giả, không phải ai cũng có thể tùy ý khiêu khích. Đối địch sát phạt, đối với người bình thường ôn hòa. May mắn trước đó bảo vệ bản tâm, không có bán hắn, nếu không khả năng đã giống như vị. Này, biến thành cho bụi. Đi thôi. Không đi quản mọi người lo lắng, Ngao Phong dẫn đường, Trương Huyền theo sát tới. Hô hô. Sắc mặt Hổ Kiêu tái xanh, răng cắn khanh khách vang vọng. Khẳng định là vị Cửu Thiên Phong Vương kia. Ngao Phong có thể suy nghĩ ra, hắn tự nhiên cũng đoán ra đối phương là ai. Trừ Cửu Thiên Phong Vương kia, còn có ai không đến đế quân, liền nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Cửu Thiên Phong Vương là lợi hại, nhưng này lại thế nào? Đế quân tự, thân bồi dưỡng Triệu Nhã Thần Vương Phong Hào cũng không yếu hơn hắn. Trong lòng hơi động, nhớ tới nữ tử tư thế hiên ngang kia, Hổ Kiêu siết chặt nắm đấm. Vị Cửu Thiên Phong Vương này, thực lực quả thực rất mạnh, nhưng phù mãnh đế quân tiêu phí đánh đổi to lớn, bồi dưỡng Triệu Nhã Phong Hào cũng không yếu. Cướp đi đồ vật không tính là gì, về sau còn có thể cướp người khác, nhưng nhận khuất nhục, có lẽ Triệu Nhã có thể giúp bản thân tìm về. Nghĩ đến cái này, không chần chờ chút nào, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một ngọc bài đưa tin đặc thù. Đây là đế quân đặc biệt luyện chế ban cho dù ở trong thủy triều hải cũng có thể sử dụng. Sau khi đưa tin, chờ chẳng qua hơn 10 phút, không gian lay động, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Mặc ngân trang, dáng người mỹ lệ, bao phủ ở trong khôi giáp, động lòng người không nói ra được. Triệu Nhã, tìm ta có chuyện gì? Nữ hài chắp hai tay sau lưng, mang theo băng lãnh khó mà tiếp xúc. Nàng đạt được phù mãnh đế quân chiếu cố, mới có thực lực bây giờ, trước khi đế quân tới từng nói qua, để nàng chăm sóc thần vương cùng phong hào khác, nguyên nhân chính là như vậy, đối phương đưa tin, nàng không chút do dự cùng các sư đệ sư muội tách ra, chạy tới. Triệu Nhã thần vương, ta vừa bị thần vương phong hào khác cướp đoạt, tiêu phí tâm huyết vì đế quân chuẩn bị địa tạng linh dịch cũng bị người đoạt đi. Mong người có thể giúp đỡ ra tay. Hổ Kiêu khom người. Dù vị trước mắt này tuổi tác ít hơn hắn nhiều, nhưng thực lực bầy biện ở nơi đó, không dám ra vẻ. Ở thiên nào, vị phong hào nào. Triệu Nhã nhàn nhạt nhìn qua, không có phí lời quá nhiều. Tên gọi là gì ta không biết, có điều hẳn là vị Cửu Thiên phong hào kia. Hổ Kiêu nói. Đối phương tên gì, hắn thật không rõ ràng. Chỉ có thể suy đoán ra là ai. Cửu Thiên Phong Vương. Ánh mắt Triệu Nhã sáng lên. Trước khi tới, rất nhiều đế quân lặp đi lặp lại bàn giao, gặp được vị này phải cẩn thận, nàng vẫn muốn gặp gỡ đối phương, không nghĩ tới tên này còn không có nhìn thấy, đã trước đoạt người bên nàng. Lá gan thật lớn. Chẳng lẽ thật cho rằng Triệu Nhã ta là bùn nặn? Hết chương 3899. Chương 3900. Có thể đổi ý không? Hắn ở đâu? Trong lòng dâng lên một cỗ ngạo khí, đôi mắt của Triệu Nhã hơi nheo lại. Khe núi phía chính bắc. Hổ Kiêu chỉ. Dẫn đường. Thực lực của hắn quá mạnh, ta sợ đi qua gặp nguy hiểm. Hổ Kiêu run lên. Có ta ở đây, ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi một cọng tóc gáy. Trong ánh mắt Triệu Nhã lộ ra lạnh lùng. Lúc này Hổ Kiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Mặt mũi hưng phấn, đi ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, trở lại địa phương phát hiện địa tạng linh dịch. Tại chỗ chỉ còn lại các thần vương trước đó bị thương, nhìn thấy hắn trở về, từng cái tràn đầy kinh hoàng. Vị Cửu Thiên Phong Vương kia đi nơi nào? Không thèm để ý biểu lộ của bọn hắn, Triệu Nhã nhàn nhạt nhìn qua. Hắn đi cùng Ngao Phong thần vương, chúng ta cũng không biết. Mọi người mở miệng. Cũng không phải hỗ trợ giấu giếm, mà là Trương Huyền cùng Ngao Phong đối thoại, bọn họ không nghe được, không biết cụ thể đi nơi nào. Thời gian không dài, hẳn đi không xa. Không nghĩ tới đã rời đi, Hổ Kiêu tràn đầy sốt ruột, đang muốn nói tiếp, đồng thời ép hỏi những người khác đi phương hướng nào, chỉ thấy nữ. Hai bên người giống như phát hiện cái gì, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Vị Cửu Thiên Thần Vương Phong Hào kia. Các ngươi có biết tên gọi là gì không? Nữ hài hỏi. Không biết, thật giống như họ Trương, có người xưng hô Trương Sư. Một vị thần vương nói. Hai vị trước mắt đều là thần vương phong hào, có thể chúa tể sinh tử,
không ai dám giấu giếm và đắc tội. Trương, tựa như bừng tỉnh hiểu ra, Triệu Nhã thở phào nhẹ nhõm, bình phục tâm tình kích động, quay đầu nhìn về phía Hổ Kiêu cách đó không xa. Vừa rồi ngươi nói vị Cửu Thiên Phong Vương kia làm sao cướp đoạt ngươi, nói rõ chi tiết lần nữa. Ây, không nghĩ tới vị trước mắt này không đi tìm đối phương, báo thù cho mình, ngược lại hỏi chi tiết, mặt mũi xấu hổ. Hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn cướp đoạt đồ vật, bị cướp đoạt lại, bản thân liền đối lý. Ngươi nói tình huống vừa rồi một chút. Thấy hắn không muốn nói, Triệu Nhã chỉ vào một vị thần vương hỏi. Vâng, vị thần vương này không dám phản bác, nói rõ chi tiết một lần. Hắn nói là sự thật. Triệu Nhã nghe xong, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn về phía Hổ Kiêu. Cái này, là sự thật, Thủy Triều Hải không có quy tắc, mạnh được yếu thua, ta cũng là làm việc cho đế quân. Hổ Kiêu vội vàng mở miệng, lời còn chưa dứt, mắt tối sầm lại, ngay sau đó nhìn thấy một bàn tay lăng không hạ xuống, trực tiếp đập vào trên mặt. Bành! Thân thể nặng nề rơi xuống đất, cả người choáng đầu hoa mắt. Triệu Nhã thần vương, ngươi có ý gì, có chuyện gì từ từ nói. Hổ Kiêu sắp điên rồi. Có bị bệnh không, nói còn chưa dứt lời liền đánh người. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là một phe, coi như cướp đoạt đồ vật, không chiếm lý, cũng không thể động thủ đánh ta a. Bành bành bành! Không thèm để ý hắn phí lời. Triệu Nhã một trường tiếp lấy một trường bổ tới, Hổ Kiêu muốn phản kháng, nhưng Thủy Chung không làm. Được, thời gian nháy mắt liền bị đánh trọng thương, máu tươi phun mạnh. Một bên hộc máu, một bên nước mắt chảy ra. Không phải mới vừa nói, có người ở đây, ai cũng không thể thương tổn ta một cọng tóc gáy ư. Náo loạn nửa ngày, không phải người khác làm tổn thương ta, là ngươi muốn giết chết ta. Phía dưới rất nhiều thần vương. Từng cái hai mặt nhìn nhau, mỗi người có chút nghi ngờ nhân sinh. Vốn cho rằng Hổ Kiêu tìm chỗ dựa tới, bảo vật của bọn họ sẽ bị vơ vét, làm sao náo loạn nửa ngày, chỗ dựa lại đánh hắn. Hơn nữa quả quyết như vậy, tàn nhẫn như vậy, không có chút ý tứ lưu tình nào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tên gì? Tất cả mọi người đều không biết làm sao. Thực lực của ta không bằng ngươi, đánh ta giết ta. Đều không có lời oán giận, nhưng đế quân đã thông báo, để ngươi chăm sóc ta, vì sao muốn làm như vậy, coi như giết người, cũng phải cho một lý do chứ. Toàn thân sưng tấy, cảm giác sắp bị đánh chết, Hổ Kiêu nhìn không được nữa, cao giọng chất vấn. Uất ức a hát, tìm ngươi tới báo thù, không phải để ngươi đánh chơi. Lý do, thực ra ta nên sớm nghĩ tới. Triệu Nhã ngừng tay, trong ánh mắt lộ ra cuộn trào mãnh liệt. Vị Cửu Thiên Phong hào kia, là lão sư của ta. Trừ lão sư, ai có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Trước đó còn nghĩ, nàng ở trong thời không kính tu luyện, lần này khẳng định tốc độ nhanh hơn lão sư, hiện tại xem ra, vẫn là nghĩ lão sư. Quá đơn giản, vẫn biến thái như trước đây. Ngắn ngủi một tháng, Cửu Thiên Phong vương. Khó tin, lão sư của ngươi, thân thể co giật. Hổ Kiêu lại phun ra một ngụm máu. Triệu Nhã thần vương ý tứ là, hắn từng chỉ điểm ngươi. Không sai, sở dĩ ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng là bởi vì lão sư. Đánh ra cơ sở, không có lão sư, liền không có ta ngày hôm nay. Triệu Nhã nhìn qua. À, cũng không có Trịnh Dương, Lộ Sung, Vương Dĩnh, Ngụy Như. Yên, Trương Cửu Tiêu, Khổng Thi Giao, Lưu Dương, Viên Đào. Thiện Hiểu Thiên cùng Bạch Nguyễn Khanh ngày hôm nay. Bọn họ là đám người trước Dương Đại Đế, Càn Khôn Ma Quân tiêu phí đánh đổi to lớn bồi dưỡng thần vương phong hào. Làm sao lại liên quan đến Cửu Thiên Phong Vương? Hổ Kiêu choáng váng. Ngươi là học sinh của hắn, liền cảm thấy khó tin, tại sao lại dính líu quan hệ với những người khác nữa? Chúng ta đều là học sinh của hắn. Triệu Nhã nói. Bản thân Cửu Thiên Phong Vương, 11 học sinh. Tất cả đều là thần vương phong hào đứng đầu thần giới. Hổ Kiêu khóc. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao lại bị đối phương đánh. Đi đoạt lão sư của người ta, may mắn trước nói cho Triệu Nhã, nếu như. Để đám người Trịnh Dương biết, đoán chừng sẽ trực tiếp đập chết mình. Cái này gọi là chuyện gì? Vốn tất cả mọi người nói,
vị này có thể là vị Thiên Túng đại đế kế tiếp, hắn còn xem thường, dù sao cửu đế chưa chắc sẽ cho phép hắn sống sót. Chí ít đám người Triệu Nhã khẳng định sẽ đi khiêu chiến. Hiện tại xem ra, người ta không chỉ có thể sống thật tốt, còn vô cùng thoải mái. Thực lực bản thân, dưới đế quân mạnh nhất, càng có 11 vị đệ tử. Siêu cường, xem ra lần thủy triều hải này, hắn sẽ đặt bao hết. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn được nghe được, vị cửu thiên phong vương kia là lão sư của ta, có thể nói cho ta biết, bọn họ đi phương hướng nào hay không? Không để ý biểu lộ của Hồ Kiêu, Triệu Nhã nhìn về phía mọi người. Bọn họ, chần chờ phút chốc, một vị thần vương chỉ rõ phương hướng. Đi bên kia, đa tạ. Triệu Nhã không nói thêm lời, bàn tay lớn vồ một cái, xách đuôi hổ. Kiêu đã bị đánh thành bản thể, sải bước đi thẳng về phía trước. Sắp gặp được lão sư, càng nghĩ càng kích động. Hổ Kiêu bị xách đuôi, treo ngược ở trên không trung. Giờ mới hiểu được, vừa rồi đối phương đánh hắn một trận, chỉ là vì hỏi thăm tung tích của lão sư, chân chính gặp được sư phụ, đoán chừng còn sẽ bị đánh. Sớm biết như vậy, ta ngoan ngoãn đi tìm những bảo vật khác thật tốt, hiện tại thù không báo không nói, còn bị đánh luân phiên. Đế quân là bảo Triệu Nhã thần vương tới chiếu cố hắn. Lúc ấy còn cảm thấy rất vui vẻ. Hiện tại đột nhiên cảm thấy không muốn để cho nàng chăm sóc. Có thể. Đổi ý không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 181.